Cô chào các em học sinh khối 11 của trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu các bài tập trong phần bài tập và thực hành 1. Bài học ngày hôm nay rất là quan trọng, nên các em chú ý lắng nghe. Thì trước khi đi vào bài tập thực hành thì các em phải nhớ lại được lý thuyết những phần sau. Thứ nhất là cấu trúc của chương trình. Thì cô đã dạy trong bài 3 rồi. Chương trình gồm có hai phần. Đó là phần khai báo và phần thân chương trình. Cái tiếp theo mà các em cần phải ghi nhớ đó là phần khai báo thì gồm có những khai báo gì? Trong khai báo thì có khai báo tên chương trình. Đây là cú pháp của câu lệnh khai báo tên chương trình. Khai báo tên chương trình là bằng từ khóa program, cách tên chương trình rồi chấm phẩy. Và cái thứ hai nữa là khai báo thư viện. Khai báo thư viện là câu lệnh use rồi tên thư viện chấm phẩy. Thư viện mà chúng ta thường dùng là thư viện CRT. Tiếp theo là khai báo hàng. Khai báo hàng bằng từ khóa costing, cách tên hàng bằng giá trị chấm phẩy. Và cuối cùng là khai báo biến. Khai báo biến là câu lệnh va tên biến hai chấm kiểu dữ liệu chấm phẩy. Nếu có nhiều biến thì các biến cách nhau bởi dấu phẩy. Rồi cái tiếp theo mà chúng ta cần phải nhớ đó là phần thân chương trình thì gồm có các câu lệnh được đặt trong cặp từ khóa begin end. Đây. Cặp từ khóa begin end rồi các câu lệnh là viết giữa chúng. Phân cách các câu lệnh là dấu chấm phẩy. Rồi cái tiếp theo mà các em cần phải nhớ đó là cú pháp của câu lệnh nhập dữ liệu vào từ bàn phím. Đây, các em có thể sử dụng một trong hai lệnh này, read hoặc read write. Và cú pháp của câu lệnh đưa dữ liệu ra màn hình, write hoặc write. Bây giờ chúng ta sang bài tập thứ nhất. Bài 1. Viết chương trình đưa ra màn hình dòng chữ "Chào các bạn học sinh lớp 11". Bây giờ muốn viết được chương trình này thì các em phải phân tích như sau. Thứ nhất, chúng ta thấy chương trình này là không có dữ liệu vào. Còn dữ liệu ra của chương trình này là gì? Dữ liệu ra của chương trình này là đưa ra màn hình cái dòng chữ "Chào các bạn học sinh lớp 11". Và từ đó chúng ta sẽ biết được là phần khai báo thì có những khai báo nào và phần thân thì có những dòng lệnh nào. Đó, các em phải tư duy được những cái đó thì chúng ta mới viết được chương trình. Thế thì như cô đã dạy các em ngay từ đầu của chương trình lớp 11 là chúng ta sẽ học về Pascal. Thì bây giờ cô hướng dẫn các em tải phần mềm Pascal. Muốn tải Pascal, các em vào Internet. Các em chọn Google Chrome. Và tại đây các em gõ cho cô phần mềm Pascal. Chúng ta sẽ tải cái phần mềm Free Pascal. Free Pascal là rất là dễ dùng. Nên các em sẽ tải cái phần mềm này.
Sau đó các em nhảy tải về. Rồi các em chọn tải xuống. Đây các em hãy nhìn đây. Khi tải xuống nó hiển thị ở thanh này. Chúng ta nhảy vào. Nháy chuột phải của nó. Các em chọn Show in folder. Để nó hiển thị trong folder của chúng ta. Sau đó các em cài đặt. Em nhảy vào nó để cài đặt. Rồi, em chọn next tiếp và chọn finish. Rồi em đóng lại. Như vậy, cái phần mềm các em vừa cài đặt đây là Free Pascal đây. Giờ các em mở cái phần mềm này ra để chúng ta soạn thảo chương trình. Thì khi mở cái Free Pascal nó sẽ hiển thị như thế này. Các em về vào File, các em chọn New để ra cái cửa sổ soạn thảo. Thì toàn bộ cửa sổ này là cửa sổ soạn thảo chương trình Pascal. Bây giờ các em có thể cho cái phông chữ, cỡ chữ này to ra bằng cách các em nhé chuột phải tại cái tên của cái phần mềm này. Rồi các em chọn Property. Và các em chọn phông. Đây các em chọn phông 24 hoặc 28. Đây cô sẽ chọn cái 28 cho nó dễ. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ gõ cái chương trình vừa rồi. Đây. Chúng ta xem lại chương trình đó có những cái gì. Chương trình đó là yêu cầu là gì? Là đưa ra màn hình dòng chữ là chào các bạn học sinh lớp 11. Thì chúng ta xem phần khai báo là có những khai báo nào. Như vậy trong bài này là không có biến vào mà cũng không có biến ra. Bởi vì dữ liệu ra là chỉ có cái dòng chữ này thôi. Do đó phần khai báo của chúng ta là có khai báo tên chương trình. Khai báo tên chương trình bằng từ khóa program. Cách tên chương trình chúng ta lấy luôn là bài 1. Rồi kết thúc của câu lệnh khai báo tên chương trình là dấu chấm phẩy. Đây là phần khai báo. Còn phần thân chương trình là bắt đầu bằng từ khóa begin. Cô hướng dẫn em này. Khi mà nó xuất hiện cái biểu tượng như thế này là ghi bị chèn thì các em hãy nhấn phím insert để cho nó không bị chèn và khi gõ nó không bị xóa. Sau đó là các em gõ thì là nó sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ chúng ta sang phần thân chương trình là begin. Và cái kết thúc của cái phần thân chương trình đó chính là từ khóa end luôn. Dấu chấm. Rồi các em đưa về đầu dòng cái
xuống dòng cho cô. Và toàn bộ phần thân chương trình chúng ta sẽ viết giữa cái cặp từ khóa này. À, chúng ta sẽ viết cấu trúc cho đẹp thì các em ấn tab để đưa vào trong. Và đầu tiên là chúng ta sẽ ở cái phần thân chương trình này là chỉ có một câu lệnh thôi. Đó là câu lệnh đưa ra màn hình cái dòng chữ là chào các bạn học sinh lớp 11. Thì câu lệnh đưa ra màn hình là các em sử dụng là viết ra màn hình là lệnh write. Bây giờ các em viết write. Các em thấy là cô gõ chữ V kép không được là bởi vì cô đang hiển thị viết dấu. Ở đây là các em phải biến đổi cái chữ V này này về chữ E. Thì khi chúng ta gõ Pascal nó không bị lỗi. Đây các em nhé về chữ E. Cô nhắc lại, để gõ Pascal không bị lỗi thì các em nhé cái chữ V tiếng Việt này về chữ E. Và các em gõ ở đây. Các em gõ lệnh write. Xin chào. Câu lệnh của chúng ta là nội dung của nó là chào các bạn học sinh lớp 11. Thì cái nội dung câu lệnh này, nội dung cái câu này đưa ra màn hình như thế nào thì chúng ta sẽ viết y như vậy trong cái cặp nháy đơn này. Chào các bạn học sinh lớp 11. Rồi các em viết nháy đơn kết thúc của cái sâu. Rồi các em đóng ngoặc lại, kết thúc câu lệnh là dấu chấm phẩy. Thế sau khi viết xong chương trình, chúng ta muốn biết chương trình lỗi hay không thì chúng ta phải ấn phím F9 để kiểm tra. Ấn phím F9 để kiểm tra. Thì khi ấn F9 là họ yêu cầu là chúng ta phải lưu bài đã. Thế thì lưu bài thì các em có thể gõ tên bài luôn là bài 1. Em ấn OK. Thì nó sẽ xuất hiện như thế này. Nếu xuất hiện như thế này thì có nghĩa là chương trình không có lỗi nữa. Còn giả sử như thiếu dấu chấm phẩy đây, chúng ta ấn F9. Thì vì chương trình như thế này cũng không lỗi. Vậy giả sử như chúng ta thiếu cái dấu này, ấn F9 thì nó sẽ báo lỗi. Đó, chương trình bị lỗi. Vậy thì các em phải thêm cái dấu ngoặc đơn này vào. Ấn F9 tiếp. Chương trình như thế này là không lỗi này. Rồi. Bây giờ các em chạy chương trình bằng cách là ấn tổ hợp phím Ctrl F9. Thế các em thấy rằng là khi ấn Ctrl F9 thì nó không hiển thị ra cái màn hình kết quả cho chúng ta. Vậy bây giờ muốn làm như vậy thì muốn hiển thị ra được cái màn hình kết quả thì các em phải viết thêm một câu lệnh nữa. Đó là câu lệnh viết ra. Câu lệnh này là không có biến. Đó, không chứa biến. Câu lệnh như thế này là câu lệnh dừng màn hình cho xem kết quả. Cần ấn F9. Em ấn Ctrl F9. Đó, thì nó sẽ hiển thị ra màn hình kết quả. Lúc này các em thấy là nó hiển thị ra hai cái câu lệnh là chào các bạn học sinh lớp 11. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã chạy hai lần. Lần thứ nhất chúng ta chạy nhưng không hiển thị ra màn hình kết quả là vì thiếu cái câu lệnh read write. Còn lần thứ hai chúng ta chạy là nó hiển thị ra màn hình kết quả. Thì nó vẫn giữ kết quả của lần trước các em chạy. Thế thì chúng ta làm thế nào để mỗi một lần chạy chương trình nó chỉ hiển thị ra một lần kết quả thôi. Nó sẽ xóa toàn bộ kết quả ở phía trước đi. Đó là các em phải sử dụng cái câu lệnh này này.
Screen, câu lệnh này là câu lệnh xóa màn hình kết quả. Em ấn F9 là nó sẽ báo lỗi. Vì sao? Bởi vì nếu sử dụng câu lệnh này thì các em phải sử dụng cái thư viện là CRT. Đó, các em phải sử dụng cái thư viện này thì chúng ta mới sử dụng được câu lệnh này. Và bây giờ chúng ta ấn F9 thì chương trình không còn lỗi nữa. Giờ các em ấn Ctrl F9 chúng ta sẽ thấy nó chạy. Đó, nó chỉ hiển thị ra một lần thôi. Những lần kết quả phía trước là nó sẽ xóa hết đi. Rồi các em ấn Enter để trở lại màn hình soạn thảo. Như vậy, cấu trúc của chương trình thì bao gồm có phần khai báo, phần thân. Và từ nay trở đi, các em hãy luôn nhớ rằng trong phần thân chương trình là luôn có hai câu lệnh, là câu lệnh sau từ khóa begin là câu lệnh này, câu lệnh xóa màn hình kết quả, và câu lệnh trước từ khóa end là câu lệnh readline, không có chứa tham biến. Câu lệnh này là câu lệnh dừng màn hình cho xem kết quả. Chương trình của chúng ta bắt buộc trong cái phần này là phải có hai câu lệnh này, còn các câu lệnh khác là tùy vào từng chương trình. Và phần khai báo thì sẽ có khai báo thư viện là chứa cái thư viện CRT này. Thế thì cái phần khai báo tên chương trình có thể có hoặc không? Đây. Em có thể bỏ cái phần khai báo này đi. Thì chương trình vẫn chạy bình thường. Đây, bây giờ em chạy. Đó, nó vẫn chạy ra kết quả bình thường. Nhưng chúng ta nên có cái khai báo tên chương trình này để chúng ta hiểu rằng chúng ta đang làm bài nào. Đây là một bài tập rất là đơn giản. Nó chỉ có từng này dòng lệnh thôi. Thì cô đã vừa hướng dẫn các em về lưu bài rồi. Bây giờ các em đã từng lưu thế này rồi. Bây giờ nếu các em đóng lại thì sẽ hiển thị ra cái câu hỏi là có muốn tiếp tục lưu những cái sửa đổi hay không. Các em chọn yes. Đó, thì nó sẽ đóng lại. Bây giờ các em thực hiện mở cái chương trình chúng ta vừa mới viết xong. Các em có thể ấn phím F3 hoặc các em vào menu File, các em chọn Open. Rồi các em mở cái chương trình vừa rồi ra. Thì nó hiển thị ra như thế này. Thế thì các em lưu bài có thể các em lưu ở hai dạng. Thứ nhất là các em lưu là nó sẽ nằm trong cái thư viện của Pascal. Đó là các em sẽ gõ tên bài tại đây luôn. Trường hợp thứ hai là các em muốn quản lý toàn bộ các bài tập của các em thì các em hãy tạo một cái thư mục để quản lý toàn bộ các bài tập của các em. Ví dụ các em chọn là thư mục ổ đĩa D. Các em hãy tạo một thư mục là bài tập Pascal hoặc em tạo một thư mục là bài tập tin 11. Em gõ là bài tập tin. Đây là thư mục. Hoặc em chỉ gõ tên tin 11 thôi. Thì đây là một thư mục em tạo trong ổ đĩa D. Thì khi lưu các bài tập của tin học 11, các em sẽ để trong cái thư mục này để các em quản lý cho dễ. Khi cần chúng ta mở ra chúng ta xem. Đây. Khi đó chúng ta sẽ làm như sau. Tại cái ô name này, các em gõ
D, hai chấm sẹt. Rồi các em gõ tin 11. Rồi các em gõ dấu sẹt ra. Ví dụ bài của chúng ta đặt tên là bài 1. Hoặc các em gõ là bài mở đầu. Đó. Em chọn OK. Cái file này là chúng ta gõ sai là vì thừa một chữ y. Giờ em chọn OK. Đó, thì nó sẽ hiển thị tại đây. Trong thư mục ổ đĩa D và thư mục con là tin 11 có bài mở đầu. Giờ em mở cái thư mục này ra. Đó, thì bài của chúng ta lưu như thế này. Rồi em đóng Pascal lại. Chúng ta thực hiện mở, em lại ấn F3. Rồi em muốn mở các bài tập trong cái thư mục đó, em gõ ổ D, hai chấm sẹt, tin 11. Đó, thì ở đây là những bài tập lưu ở đây. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em về cách lưu bài, cách mở bài, cách chạy chương trình của một bài toán rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta sang bài tập tiếp theo. Thoát cái Pascal này, các em dặn exit cho cô. Giờ các em sang cái bài tập là phức tạp hơn. Đó là bài số 2. Các em sang bài tập tiếp theo là bài 2. Bài 2 yêu cầu là gì? Nhập vào bán kính của hình tròn, in ra màn hình chu vi của nó. Thế thì phân tích bài toán này như sau. Bài toán này có dữ liệu vào là gì? Dữ liệu ra là gì? Thế thì muốn biết được dữ liệu vào là gì và dữ liệu ra là gì, thì các em phải biết được cái công thức tính chu vi hình tròn. Chu vi P của hình tròn là có công thức tính là bằng bán kính nhân với 2 rồi nhân với số pi. Trong đó số pi là có giá trị bằng 3,14. Từ đó thì chúng ta thấy rằng là dữ liệu vào là input là bán kính R và số pi là giá trị bằng 3,14. Còn dữ liệu ra là chu vi P của hình tròn. Sau khi phân tích như vậy thì chúng ta sẽ viết chương trình. Bây giờ chúng ta viết chương trình. Các em hãy trở lại cái màn hình để Turbo Pascal, em khởi động nó lên. Vào file, chọn New để tạo một file mới. Và các em luôn nhớ rằng muốn gõ Pascal, các em phải biến đổi cái chữ V ở đây này về chữ E để khi chúng ta gõ là nó không bị lỗi. Đầu tiên, chúng ta hãy viết câu lệnh là khai báo tên chương trình. Bài này chúng ta chọn là hình tròn. Rồi, các em viết là ở đây thì bài này là có cái khai báo, có khai báo biến, khai báo hằng, hằng ở đây là hằng pi, và biến ở đây là biến R và biến P nữa. Thì trước đi khai báo cái đấy thì chúng ta viết khai báo thư viện đã. Bây giờ em khai báo hàng. Khai báo hàng là bằng từ khóa constant. Rồi tên hàng là pi.
bằng 3,14. Kết thúc câu lệnh là chấm phẩy. Rồi chúng ta khai báo biến là bằng từ khóa 3. Cách tên biến ở đây là biến R, biến P. Các em vì ở đây là pi bằng 3,14 cho nên chu vi hình tròn sẽ là số thực. Các em khai báo hai biến này là kiểu số thực luôn. Rồi. Như vậy chúng ta đã xong phần khai báo, có khai báo tên chương trình, khai báo thư viện, khai báo hàng và khai báo biến. Bây giờ chúng ta sang phần thân chương trình. Đầu tiên là câu lệnh xóa màn hình kết quả. Rồi câu lệnh dừng màn hình cho xem kết quả. Đó, hai câu lệnh này là luôn luôn có trong phần thân. Rồi chúng ta vào giữa đây chúng ta viết các câu lệnh khác. Thế thì muốn tính được cái chu vi của hình tròn thì các em phải nhập vào bán kính. Thì muốn nhập vào bán kính thì các em phải đưa ra màn hình cái câu lệnh yêu cầu nhập để chúng ta biết chúng ta nên làm gì đã. Các em viết ra màn hình câu lệnh này. Nhập bán kính hình tròn R bằng. Đó. Chúng ta đưa ra màn hình cái dòng chữ này để cho người ta hiểu rằng chúng ta đang làm cái gì. Sau đó là chúng ta thực hiện là nhập vào bán kính. Viết ra của R. Lúc này đã có bán kính R rồi. Giờ chúng ta thực hiện tính chu vi P. Tính chu vi P bằng phép gán là R nhân 2 rồi nhân với pi. Kết thúc câu lệnh chấm phẩy. Sau khi tính được chu vi P thì chúng ta sẽ đưa ra màn hình giá trị của chu vi P. Chu vi hình tròn là 2 chấm P bằng. Đó, em ghi toàn bộ như thế để hiển thị ra kết quả của chữ P bằng. Rồi sau đó là đây là hàng này là hàng sâu, chúng ta đưa toàn bộ hàng sâu ra. Rồi phải chúng ta đưa giá trị của biến P ra. Đó. Kết thúc câu lệnh chấm phẩy. Giờ các em ấn F9. Rồi chúng ta lưu bài. Lưu bài tại đây chúng ta gõ ổ D 2 chấm sẹt tin 11. Rồi sẹt chúng ta gõ bài này là gì? Hình tròn. Enter. Đó. Chương trình lúc này không lỗi nữa. Chúng ta chạy là ấn tổ hợp phím Ctrl F9. Em chạy chương trình. Bây giờ yêu cầu là nhập bán kính hình tròn. Em ấn từ bàn phím vào xem bán kính của nó. Em ấn 2 đi. Em ấn Enter thì nó ra kết quả như thế này. Bây giờ chúng ta muốn đây là số thực cho nên nó ra kết quả như thế này. Em rất khó nhìn. Như vậy muốn cái kết quả chu vi này mà chúng ta dễ nhìn thì chúng ta phải làm thế nào? Đó là tại đây này. Chúng ta cho cái biến chu vi này là chiếm 8 chỗ. Và chỉ có một chữ số thập phân thôi. Bây giờ các em ấn F2 để lưu lại các em vừa sửa. Rồi các em chạy chương trình. Rồi chúng ta nhập 2. Đó. Thì khi bán kính bằng 2 thì các em thấy rằng là 2 x 2 là 4. 4 x với 3,14 thì nó sẽ ra có kết quả như thế này. Còn nếu mà các em thấy là tính bị sai thì chương trình bị sai, chúng ta phải làm lại. Rồi các em ấn Enter, quay trở lại màn hình. Các em khi các em xem video, các em hãy dừng màn hình để các em chép toàn bộ lại cái chương trình này vào vở.
Để dựa vào đó, chúng ta có thể làm các bài tập khác. Và dựa vào đây về nhà. Về nhà các em hãy viết cho cô một chương trình. Chương trình về nhà là các em hãy thay đổi cái in ra màn hình chu vi này là diện tích của hình tròn. Đây, bài về nhà. Về nhà các em làm cho cô bài như sau. Bài tập về nhà. Lúc này cô không yêu cầu các em in ra màn hình chu vi nữa, mà là diện tích. Đó. Các em hãy về nhà viết chương trình này cho cô. Dựa vào cái chương trình mà cô vừa viết cho các em. Về nhà các em viết chương trình này cho cô. Giờ sau cô sẽ kiểm tra. Và khi viết chương trình này các em hãy gửi cho cô vào cái phần bài tập mà cô yêu cầu. Để cô kiểm tra rồi cô sẽ trả điểm lại cho các em. Như vậy, bài tập của chúng ta họ chỉ dừng ở đây. Các em về nhà, các em làm lại những cái thao tác mà hôm nay trên video cô giới thiệu. Cụ thể là các em hãy tải Pascal về máy. Còn những bạn nào mà không có máy tính thì các em hãy nhớ lại để hôm nào chúng ta đi học trực tiếp thì các em sẽ làm việc với phần mềm này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các em phải nhớ lại được là muốn viết được chương trình Pascal thì các em phải nhớ được là cấu trúc của chương trình rồi các phần khai báo của nó. Và các em phải nhớ được cái thao tác là lưu bài như thế nào, mở bài như thế nào và chạy chương trình như thế nào. Bài học của chúng ta dừng ở đây. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở các video sau.